tắt này ra này, mở vòng bảo hiểm dựng lên, đây là dựng cái ghế tựa. Các bạn nó kéo cái phần ở dưới này, bánh sau này gặm chốt đây. Đây phần ghế tựa thì chú ý nó có chốt đây. Đó, gặm nãy nãy rất là chặt luôn, tháo ra vất vả. Đây vòng bảo hiểm này, quay lên phía trước này, vòng bảo hiểm này chưa đóng hộp, dựng cái tay lái lên trước. Đó, dựng cái lái lên trước sau đó mới đây ghép bảo hiểm lại. Mình còn là cái lót đệm nữa, phần đằng trước. Tiếp theo là đến lắp bánh trước. Lắp bánh trước bạn tháo cái đen này ra. Đấy, bỏ cái này thì nó lót bảo vệ trong thùng thôi. Bánh đằng chia thì chắn bùn. Chắn bùn bạn để ý trên cái này nó có lỗ, và trong chắn bùn này cũng có một cái trục để lọt vào lỗ này. Bạn để ý đây là cái chốt của chắn bùn này, kéo lên thì chốt nó sẽ ngậm nãy. Để cái này là chốt này, trường hợp là mình sử dụng cần đẩy thì mình sẽ phải hạ chốt này xuống, ấn xuống. Còn trường hợp mà bé tự lái thì mình phải rút chốt lên. Thằng này thì nó tách rồi, cái cần đẩy mới phải tự lái ra bằng cái chốt này. Khi lắp thì các bạn để ý là nó sẽ ngậm nãy, nó kêu. Đó, và các bạn nhấc lên thử kéo là sẽ an toàn. Các trường hợp một bạn muốn tháo là sẽ ấn vào đây sẽ bóp, nó sẽ thụt chốt. Đây là vị trí để tháo chốt. Bánh sau này tương tự mình cũng đưa vào để ngậm chốt. Đó, kêu tạch cả. Đây là cái lót. Cho vòng qua bảo hiểm tiếp này. Rồi, đắng. Ok. Chỉ cần cài vào thôi. Đấy, chỉ cài đây. Để nó có chiều bên trái. Cái này quay được. Đây là giỏ
treo, bạn treo nó có lỗ hồ đi chậm rất nhiều đồ. Đây nó có cái phần cần đẩy các bạn mở khóa ra, mở khóa bóp chốt lên xuống. Cái này lỗ chốt này quay về phía trên. Đây là để mức cần đẩy cao nhất bạn khóa đấy, gặm vào chốt này. Như các bạn muốn sử dụng, đây là cần đẩy cao, mình gấp gọn lại, bạn ấn cần đẩy xuống, bóp chốt rồi ấn cần đẩy là mức thấp nhất, gặm chốt này. Sẽ gọn. Đây là xong cái xe. Còn các bạn muốn gấp lại nha. Bây giờ mình hướng dẫn gấp này. Đầu tiên mình muốn gấp gọn thì bạn tháo máy che ra, bóp chốt để rút nó ra. Đây là nguyên xe này. Bây giờ đầu tiên muốn gấp thì mình sẽ phải tháo lại cái giỏ cho nó gọn này. Đây, đầu tiên cái giỏ này bạn có thể nhấc ra được. Đầu tiên bạn nhấc cái phần này. Đây, nhấc cái này thì nó bánh này sẽ rơi xuống này. Chốt đây nha. Đấy, đây. Gấp co lên, co bánh vào trong rồng. Đó, gặp chốt một cái này. Tiếp theo là mình sẽ phải mở cái bảo hiểm ra để gấp tay lái xuống. Gấp tay lái bạn kéo chốt hạ xuống. Xong. Sau đó mình tựa lưng. Tựa lưng bạn kéo chốt này lên. À, kéo chốt đây nhé, kéo chốt này lên thì sẽ bạn đây là trường hợp chưa tháo nè các bạn kéo chốt tựa lên, kéo mạnh cái này lên. Bạn muốn gọn nữa thì các bạn có thể tháo bánh đằng trước, bánh này cái bàn nút này rút ra như cái lúc ban đầu chưa lắp.